Xin chào các bạn. Hiện tại mình sẽ giới thiệu cho các bạn lắp ráp chiếc xe đạp tập thể dục Spinbike S300. Đây là một trong số nhiều mẫu của bên mình. Đây chính là thùng sản. Trước hết chúng ta sẽ lắp bộ phận tay cầm phần đầu của chiếc máy. Cũng phải chú ý là cái này thì có thể điều chỉnh lên xuống được ạ. Đây có tất cả 45 lớp và tùy các bạn điều chỉnh độ cao phù hợp với các bạn. Bước tiếp theo chúng ta sẽ lắp phần chân trước của chiếc xe đạp. Chân trước thì có hai con ốc và các bạn chú ý dùng mình là mình vận ốc thật chặt. Bước tiếp theo chúng ta sẽ lắp phần chân sau của chiếc xe đạp. Và chân sau thì cũng gần giống chân trước thì cũng có hai con ốc, chúng ta siết chặt là ok. Thật đơn giản phải không ạ? Chúng ta sẽ lắp đến phần yên xe của chiếc máy. Phần yên xe thì cũng như thế, có rất nhiều những cái nút để các bạn lựa chọn và các bạn điều chỉnh độ cao cho sao cho phù hợp với cái thể trạng của các bạn. Và khi đã chọn đúng độ cao phù hợp thì chúng ta sẽ gắn chốt vào là ok. Tiếp theo chúng ta sẽ lắp phần yên xe và cái phần trục dịch chuyển của chiếc yên xe. Sau đấy chúng ta lại lắp tiếp vào cái phần trục sau của yên xe. Bộ phận này nào thì các bạn có thể điều chỉnh được yên xe lên đi đằng trước hoặc đằng sau. Đấy, tùy các bạn, thật là dễ dàng điều chỉnh. Đến chúng ta sẽ lắp phần tay cầm của chiếc xe đạp. Phần tay cầm thì để cố định chiếc tay cầm cho mọi người thì chiếc xe này đã được thiết kế với 4 con ốc để có thể là khóa chặt đến mức an toàn có thể. Bố con ốc chúng ta sẽ chú ý mình xoay ốc và mình lắp chặt là ok. Nó đã chạm vào được. Chúng ta sẽ lắp phần giá đựng bình nước. Giá đựng nước thì có hai con ốc và chúng ta sẽ chặt là ok. Chọn đặt bình nước nguyên hình. Bước tiếp theo chúng ta sẽ cắm phần dây cảm ứng với cái đồng hồ. Các bạn đã nhìn thấy. Ok, và tiếp theo chúng ta sẽ lắp phần bàn đạp. Bàn đạp thì có phân biệt bàn đạp trái, bàn đạp phải. Thì chúng ta cứ bên trái lắp bên trái, bên phải lắp bên phải. Và khi lắp xong thì chúng ta nên nhớ là mình phải siết chặt con cán là được. Thế là chúng ta đã lắp xong chiếc xe đạp này. Thật là nhanh phải không các bạn? Phần đồng hồ cũng ok rồi. Các bạn chú ý là khi sử dụng chiếc xe đạp mà thấy đồng hồ không cảm biến thì là nó sẽ là ở chỗ đoạn dây này. Tại vì đây chính là dây cảm biến thì các bạn sẽ kiểm tra lại phần dây này xem nó đã đúng vị trí chưa. Nếu mà chưa đúng vị trí các bạn chỉnh ra đúng vị trí thì là nó sẽ được cảm biến bình thường.